lô Linh Sam Song Hinh nha mọi người. Đó, anh em nào mà kiếm đổ thì này bay đổ luôn. Lô này là lô toàn là lô đổ không nghe anh em. Nè mình về mình chơi chậu cao lên. Đó, để thì bao hàng luôn. Trồng mấy Linh Sam thì dạng dễ sống ha. Quay nguyên vòng đi sao dừng lại. Đó, gọi cái đế nè. Giữ dần đế luôn nghe anh em. Rồi, nó hoành đi. Mã số là mã số A nha mọi người. Cây này là A1. Cái wow, này trời. Ở chỗ cái da nó là gì đó. Nè, hình bị bông da nè. Da là gì nghe anh em. Cái này tại rửa xịt đó. Đồ tuốt. Dạ. Ừ. Hoành đây là 12. Đồ nguyên cũ. Cũ bự lắm nghe anh em. Cũ nó 22. Đó, cũ 22. Chiều cao quá, chiều dài của cái thân này là 30. Đó, A1 em giao lưu với mọi người 500.000 em bao ship. Rồi A1 chỉ 500.000 thôi nè. Cái da của nó nha. Tại nãy xịt nước vô nó bong da ra. Đó, A2. A2. Đó, đổ lắc bài đủ thứ có hết trơn anh em ơi. Đế thì bao hàng đế ha. Anh em dây vô chậu cao là hết chỗ chê luôn ha. Nè cái da của nó nè. Da nó vậy đó nha anh em. Hoành của nó là 17. Cây này bự lắm anh em ơi. Chiều cao đó là 23. A2 em giao lưu với mọi người 500.000 em bao ship. Để giữ dần đế nha, đế trồng nguyên cái chậu luôn nha anh em. Ừ đấy. A3. Cộng đế nào nấy cành mang nguyên củ đế luôn ha anh em. Đây là cây nó sống đế tới dứ luôn ha. Này là nuôi trong chậu mũ nè. Đó, đế tới dứ luôn có nghĩa là đế nó còn nằm tuốt ở dưới nha anh em. Buông đây để cho anh đổ. Ờ, đó. Nè cái da của nó bong da rồi, chóc da ha. Cái cũ của nó thì rất là to. Rồi A3 em giao lưu với mọi người 450 em bao ship. Đó, em muốn chơi đổ là rất là đẹp luôn. Em quay hết vòng. Rồi để đại. Rồi. Lên đi khác. Đó, đúng rồi. Rồi. Ôi cây tuyệt đẹp luôn anh em ơi. Đó. Cái này là nó đóng ghêu, gông ghêu ha. Ôi cây này anh em nhìn coi, bộ đế nè. Hết chỗ chê luôn ha. Dán đổ rất là đẹp luôn. Đây là tuyệt phẩm nha anh em. Trồng cái nó đổ cái nó ăn xuống đất cứ rễ nha mọi người. Giống như mình trồng á, lúc mình trồng á. Quá đẹp anh em ơi. Hoành của nó là 15. Rồi đo chỗ này ngay cũ chỗ này coi. Hoành cũ là 20. Đó, cũ này 20 là, luôn ha. Cái này là có cái cọng giống như có cọng dây lúc trước buộc ha. Nó bị có cái tì á. Quá đẹp. Rồi A4 em giao lưu với mọi người 600.000 em bao ship. Rồi quay vòng đi. Đó, 600.000 nha anh em. A4 cây này rất là đẹp luôn. Cây này thì nó có gai nữa nha mọi người. Cây này có gai ha. A5 quá đẹp luôn anh em ơi. Bộ đế nè, anh em xem bộ đế trong này ha. Củ đế nè. Giữ dần lô luôn. Lô này là đổ không nằm không. Ừ. Rồi, bành luôn. Đó. Cái da của nó ha nè. Thì da nó là gì nhưng mà. Hoành nó là 14,5. Chiều dài cái thân nó là 28. A5 em giao lưu với mọi người 500.000 em bao ship. Rồi 500.000 anh em ơi. A6 luôn. A6. Đó. Độ quắn luôn, củ đế một chà bá luôn. A6 nha mọi người. Rồi củ đế đây. Túi củ 21. Em đâu củ với hoành luôn ha. Hoành nó là 9. A6 giao lưu với mọi người 450 em bao ship. Rồi 450 anh em ơi. Ôi cây đẹp anh em ơi. Đó. Cực kỳ đẹp luôn ha. Củ đế nè. Quá trời luôn. Củ 19. Củ 19. Trên đây là 9. Trên đó là 9. Chiều dài thân là 32. A7 em giao lưu với mọi người 400.000 em bao ship. Rồi A7 400.000 thôi nha anh em. Bao ship luôn. Nhưng mà cái sơ dừa chấu. A8. Quá trời cây này. Cây này củ đế nó nở nè. Quá trời củ đế luôn nè. Cây này thì nó có cái lỗ sâu chỗ này ha anh em. Nè, xử lý rồi, không có hết sâu rồi ha. Cái này đang cầu bằng cái cọng dây á. Có nhiều chỗ nó có cái tì. Thì có cái lỗ sâu ha, báo lỗ sâu rồi ha. Hoành ngay
rồi cho củ rồi. Củ rất là to anh em. Củ là 21. Củ 21 hoành luôn á. Rồi chiều dài thân là 28. Quá đẹp. A8 em giao lưu với mọi người 450.000 em bao ship. Rồi 450.000 thôi. Anh em là chơi thác đổ chơi này đẹp lắm anh em ơi. Rồi A9. Đó. Trồng nghiêng xuống chút xíu ha, gì nè anh em. Đó, rất là đẹp luôn á. Rồi. Đi. Củ là 20. Củ 20. Quạnh trên đây là 9,5. Chiều dài cái thân là 36. Rất là đẹp anh em ơi. Rồi mã số A9 em giao lưu với mọi người 500.000 em bao ship. Rồi 500.000 ha. Tiếp theo là A10. A10. Để nơm xóm luôn. Quạnh đây là 12,5. Nguyên cái củ đó là 20. Rồi chiều dài cái thân đó là 29. Rồi A10 em giao lưu với mọi người 450.000 em bao ship. Rồi 450.000 bao ship luôn. Để cho đổi xuống lên tới. À đúng rồi. Rồi A này A11. Đó. Củ đế rất là đẹp anh em ơi. Nè củ nè ha. Cái đường thăng lắc lượng. Quạnh đây 13. Thăng 13. Đế là 22. Củ 22. Rồi chiều dài 47. Chiều dài 47. Rồi mã số này là A11. Rồi 450.000 bao ship luôn. A12. Đó. Rồi, quạnh luôn. Quạnh ở đây là 16. 6. Củ của nó là 19. Ở đây nó là 9,5. Cái này là nó có cái tì của người ta cột dây ha. Không gì cả. Quay hết vòng. Rồi A12 em giao lưu với mọi người 400.000 em bao ship. A12 400.000 ha anh em. Dây nó dài quá rồi. Rồi quay hết vòng. A13. Cây này đổ quái đẹp lắm anh em ơi. Cây nào có đẹp đẹp đó. Quanh đó là 10 chỗ này. Cũ chứ tú với đây là em đo 22 là cũ từ đây qua đây đúng không ha. Để nơm rất là đẹp. Rồi A13 em giao lưu với mọi người 400.000 em bao ship. A13 400.000 thôi anh em ơi, bao ship luôn. A14. Đó. A14. Cây rất là quái ha. Quanh nó 10. Rồi 450.000 nha. Bao ship luôn. 15. Ờ bỏ luôn đúng rồi. Đây đây. Đó. Đủ công luôn anh em ơi. Đó, quá trời củ đế ha. Đây là 17 cái củ. Đây là 10. Rồi, cái này là 37. A15 giao lưu với mọi người 400.000 bao ship. 400.000 bao ship luôn. Lâu lâu mới được cái lô đổ nghe anh em, không phải hiếm, lô đổ hiếm lắm nghe anh em. 16. Đó. Quá trời cục đế nè. Này cái da của nó ha nè. Ờ da nó là sần sùi vậy đó anh em ơi. Rồi hoành luôn. Cây này đế đẹp lắm, đẹp luôn nè. Hoành nó 14,5. Cái củ nó bự lắm ạ. À. Quá đẹp cây này anh em ơi. 600.000 thôi. A17. Thấy thể dính cái đây luôn rồi. Đó. A17. Cò lắc nhõng lên. Rất là đẹp. Rồi quạnh 12. Rồi dưới đây là 20. Từ đây tới đây 25. A17 em giao lưu với mọi người là 500.000 em bao ship. Cây rất là đẹp ha. Đó. Thì lại dính cái đây luôn.
cây nào cái nấy củ đế là bao hàng đẹp nha anh em. Coi bụng củ đế nè. Quanh đây là 15. Củ là 20. Vì vậy cái thằng đó là 30. Tại nuôi trong chậu từ nhỏ đó, củ quấn quấn. 8 em giao lưu cho mọi người 500.000 em bao ship. Rồi, 500.000 thôi bao ship luôn. A19. Cái không sao đâu. Cái đó. Cái này là nó bị đổ xuống đất cái nó ăn rễ. Rồi để gì luôn đi. Đó, cây này đổ gì đẹp lắm nè anh em ơi. Trời, cái này dễ sống nha. Nguyên củ nó là 21. Hoành đây là 14. Chiều dài của này là 32. Đó, cây này chạy đổ gì rất là đẹp luôn. Rồi, mã số này là A19. Em giao lưu cho mọi người 500.000 em bao ship. 500.000 bao ship luôn. A20. Quá đẹp anh em ơi. Cột dây nên nó có thẹo chỗ này á, giống như có tì ha mọi người, chứ không có gì nữa ha. A20. Nguyên cũ là 21. Hoành trên đây là 12. Chiều dài nó là 39. Rồi mã số này là A20, em giao lưu với mọi người là 500.000 em bao ship. Rồi chỉ 500.000 thôi. Rồi A21. Quá đẹp. À, cộng dây có cột á. Cây này đẹp lắm anh em ơi. Hoành 20. Cái này là hoành 13 trên đây. Chiều cao nó là 27. À, 21 giao lưu với mọi người 550 bao ship. Cái đó cây 27 luôn. A26. 26. Đi hồi sửa lại. Quá trời quái luôn, cái co này nó quái lắm nè anh em. Đế nè. Này chồng nó bị cái da của nó nằm ở sát cái mấy đất á. Quá trời, cái da xù xì luôn. Hoành nó là 13 rưỡi, cái này là cái tỳ của con dây ha. Hoành nó là nãy nhiêu quá tiêu. 13 rưỡi. Trên đó là nhiêu? Ở tuổi dư. Trên đó 12. Đó, trên đó 12 ha. Chiều cao của nó là 21. A26, giao lưu
với mọi người là 450 em bao ship. 450, ờ lấy cái đó anh. Rồi cây này cây A27 là cây cuối cùng của clip nha anh em. Rồi A27. À, cây rất là quái ha. Quay quay vòng. Quay nửa vòng ngược lại. Đó. A27 nha. Để quá trời để luôn ha. Rồi quanh luôn. Quanh ngay đây là 16 nha mọi người. Trên đây chút là 10. Chiều dài của cái thân là 18. A27 em giao lưu với mọi người 400.000 em bao ship. Rồi cây A27 cũng là cây